Truyện Chị ấy là mẹ Hiền. Kính tặng chị và vợ chồng Minh. Hồi còn độc thân, tôi hay đến ngủ hoang tại nhà Vinh. Lý do giản đơn là vì Vinh có một tủ sách rất hấp dẫn. Nhà Vinh lại có thừa sự yên tĩnh, chỉ có ba chị em. Chị cả là chị gái đi buôn bán suốt ngày. Chị Dung từ sáng sớm đã đến quán may. Ấy là điểm đọc sách tuyệt vời rồi chứ còn gì nữa. Một hôm tôi đến thì Vinh đã đi Sài Gòn mất. Chỉ còn chị gái thui thủi ở nhà bếp. Tôi định quay về thì chị gái bảo: "My ở lại ăn cơm với tao cho vui, còn cả son tôm kho rim ngon lắm." Vinh đã từng khoe với bạn bè về cái tài nấu nướng những món ăn nhà quê của chị gái, nên tôi mới nghe đã phát thèm. Được cơ hội thì dạ gì không thưởng thức. Vừa ngồi xuống bên mâm cơm đặt giữa nền nhà, chị gái vừa cười vừa nói: "Thằng Vinh tao khó tính lắm My ơi. Kho cá, kho tôm mà không vàng rộm như ri là hắn lẫy, bỏ ăn." Tôi cắn miếng tôm kho, hương vị thấm đẫm tận chân răng, muốn ngậm mà nghe. Chị gái rỉ rả kể cho tôi nghe chuyện đời chị. Đây mới thật là hương vị để đời. Cha chị bị tay bắn lúc chị mới lên 10. Đến năm 13 tuổi, mẹ đột ngột qua đời. Bà còn có được hai ông chú thì đều tập kết ra Bắc. Bà dì cũng tha phương cầu thực đã lâu. Thế là cô gái quê mùa ngơ ngác phải lao vào cuộc tảo tần nuôi thân và hai đứa em dại. Bỗng chị nói lớn, nỗi hờn tủi pha lẫn niềm tự hào của cô gái chân đất đã lặn lội vượt lên số phận cay nghiệt. "My biết không, gặp mùa màng thì đi phụ việc đồng áng cho người ta kiếm ăn hoặc là đi lượm mót. Nhưng mùa màng xong rồi thì lấy chi mà ăn? Rứa là tàu liều mạng đi buôn." Cũng là gọi đi buôn vậy thôi, trên quan gánh chỉ vẻn vẹn 5-7 bó trâu lan, trâu cải, có khi là vài chục đốt mía, vài quả bầu. Kể một lúc chị lại bật cười, cười chảy nước mắt cho cái tuổi thơ vụt biến mất của mình. "My biết không, đến mùng 5 ngày Tết, ta cũng học đòi người ta đi buôn vịt ra bán ngoài chợ huyện. Tao chỉ gánh được mỗi đầu một con vịt với một ít dưa muối. My nghĩ coi, tối đó mà tao phải gánh chạy bộ hơn chục cây số lận đó. Trời ơi, còn phải lội qua cái khe nữa chứ. Người lớn sắn quần lên tới bẹn cho khỏi ướt. Còn tao thì phải cởi truồng, thẳng cánh tay đưa cao quan gánh lên trời mà lội qua. Khổ như rứa đó. Tao khổ, con Dung đi ở đời cũng khổ. Còn thằng Vinh, nó có khổ chi mô, nó vẫn được ăn học như người ta rứa mà." Chị không hề biết thế nào là tuổi thơ. Tuổi con gái vậy thì cũng lãnh đạm xuôi dòng. Đến năm 1965, Vinh thi đỗ tú tài, rồi thi đỗ một lúc vào hai trường chuyên nghiệp, Cán sự điện ở Sài Gòn và Sư phạm Quy Nhơn. Nghe nói đến Sài Gòn phồn hoa đô hội, chị ngại lắm, biết làm gì để nuôi nổi em ăn học ở đó. Chị khuyên em chọn nghề sư phạm, vừa phù hợp với tấm thân ốm yếu, vừa đủ để cho chị đủ khả năng nuôi nấng. Thế là chị lại theo đuôi em vào sống ở Quy Nhơn, vẫn đôi quan gánh rau cải ở góc chợ. Vinh ra trường, được phân bổ về Huế, chị theo về. Dạy ở đó được 3 năm, Vinh xin chuyển vào Đà Lạt, chị lại khăn gói lên đường theo em. Vinh có đồng lương, nhưng chị đâu có thanh nhàn. Hắn vừa đi dạy, vừa đi học thêm đại học thì có dư dật chi mô. Vinh đỗ cử nhân, chị há hê lòng dạ vô cùng. Nhưng cùng lúc này, cả thời xuân xanh của chị đâu còn nữa. Mà chị đâu cần biết tới điều đó. Hãy nhắc tới Vinh, đầu câu tâm sự của chị luôn là: "Thằng Vinh tôi, thằng Vinh tao." Vinh và chị không thể tách rời nhau nữa rồi. Chị đã hóa thân thành mẹ từ cái tuổi 13 kia mà. Sau giải phóng một thời gian, Vinh gặp tôi, báo cho tôi hay cái tin nửa vui nửa buồn. "Chắc có lẽ chị gái sắp lấy chồng mày à?" "Chắc có lẽ" nghĩa là sao? "Đã có người thương, ai cũng khuyên chị lập gia đình mà chị cứ lưỡng lự, khi thì ừ, lúc lại từ chối, đòi ở vậy luôn." Tôi tình thật với Vinh rằng, nên để chị ở vậy thì hay hơn, vì chị đã có tuổi, hạnh phúc lứa đôi còn gì nữa mà vợ với chồng. Vinh trưng trưng bảo, "Chị đi lấy chồng tao cũng buồn lắm chứ.
nhưng suy cho cùng, không có tình cảm nào ấm cúng cho bằng tình nghĩa vợ chồng mày ạ. Lại nữa, rồi tao cũng có vợ, liệu vợ tao có kính yêu chị như tao không? Phải lắm người thân phân bua, thúc đẩy, chị mới chịu cất bước sang ngang. Ngày vui của chị mà chị không có lấy một giờ ráo nước mắt. Bà con ai cũng hiểu được nỗi lòng của chị. Một chân bước ra, ba chân bước lại. Nhưng ai cũng cố vui cười để chị được yên lòng, thương lấy đời mình một lúc. Dù tôi chưa phải là bạn chí thân của Vinh, nhưng vẫn hưởng được hơi ấm tình chị, hơi ấm cuộc đời tỏa ra từ nghĩa mẹ rạng ngời.